mời các bạn nghe truyện ngắn Một đời không quên của tác giả Lê Thị Bạch Huệ. Lớp 6A đang yên ắng, các em đang chép bài thì từ cuối bàn có một em kêu to: "Cô ơi, bạn ăn xỉu rồi cô." Đâu? Cái gì? Đứa nào xỉu? Đứa nào xỉu? Cái gì? Cả lớp dồn về phía sau. Cô chạy đến xốc An dậy, xoa đầu, bóp tay chân em, lau mồ hôi ướt đẫm trên trán em. Lúc này đôi môi An tái nhợt. Một hồi lâu, An mở mắt ra nhìn cả lớp. Một bạn nói: "An tỉnh rồi cô." Cô giáo lúc này vẫn còn ôm An trong tay, đỡ em ngồi dậy và ôn tồn hỏi: "Em có sao không?" An lý nhí trong miệng, định nói nhưng lại thôi. Đứa ngồi bên cạnh An bảo: "An không ăn sáng, đói quá nên xỉu đó cô. Ngày nào An cũng phải nhịn đói, đi bộ đến trường học mà trường thì rất xa, nên xỉu là phải rồi." Cô giáo nhìn An bằng ánh mắt thương mến, rồi bảo một bạn qua quán chú Sáu trước cổng trường, mua nước trà đường và một khúc bánh mì cho An. An ngồi ăn một cách ngon lành. Lúc này, mặt An đã tươi trở lại. An cười ngượng nghịu và nói: Em cảm ơn cô và các bạn nhiều ạ." Tan học, An lại đi bộ về nhà. Nó nằm thở dốc trên giường. Nói là cái giường cho sang, chớ kỳ thiệt đó là cái chõng tre nhỏ, chỉ vừa đủ cho An và bà ngoại nằm. Nhà An quá nghèo, nên ngoài cái chõng tre ra thì chỉ còn có một cái ghế. Mới vừa nằm xuống thì An nghe tiếng bà ngoại từ ngoài sân vọng vào: "An ơi, có ai đến nè?" An nhìn ra thì thấy đó là cô giáo của mình. An lật đật đi ra lễ phép chào cô, mời cô vào nhà rồi lấy ghế mời cô ngồi. Ngoại cũng bước vào theo cô, rót nước mời cô giáo và ngồi lên cái chõng tre bên cạnh An. Lúc ấy, cô giáo đứng lên và trịnh trọng nói với bà: "Cháu là cô giáo chủ nhiệm của An. Hôm nay An đi học, vào lớp đang lúc học, em lại bị ngất xỉu. Cháu hỏi thăm mới biết hoàn cảnh của An rất khó khăn. Cha mẹ đều đã mất và hiện tại em đang sống với bà. Mà bà thì nay yếu mai đau, nên cháu đến đây. Trước là để thăm bà, sau là gửi một ít tiền mà cháu và các bạn của An trong lớp đã đóng góp để chia sẻ những khó khăn của An. Bà nhận để cháu vui." Bà ngoài lúc ấy rơm rớm nước mắt, còn An thì lặng yên. Mắt nó nhìn cô thật lâu, hình như nó muốn ghi lại một hình ảnh yêu thương mà không có bút mực nào tả được lúc ấy. Ngoài thấy An im lặng liền giục An: "An, cảm ơn cô đi con." An bước đến bên cô. Cô ôm em vào lòng rồi tiếp tục nói: "Em nghỉ ngơi cho khỏe rồi ngày mai đi học An nhé." Ngoài nghe thấy liền chép miệng thở dài: "Cô ơi, mặc dù ngại lắm nhưng tôi cũng đành phải nói cho cô biết. Tôi tính cho thằng An nghỉ học luôn để phụ giúp công việc với tôi, vì bản thân tôi cũng lo hết nổi rồi cô ạ. Tiền không đủ cho cái ăn hàng ngày thì lấy đâu ra mà đóng tiền học cho nó. Nó vào học rồi mà tiền học phí đầu năm nhập học ở trường tôi cũng vẫn chưa đóng nổi cho thằng An, dù nhà trường đã miễn giảm cho học sinh diễn khó khăn. Ở nhà rồi hai bà cháu đi làm thôi cô ơi." Cô Hà lúc ấy rất buồn. Cô đến bên bà cầm tay và nói: "Ngoại ơi, ngoại đừng cho An nghỉ nhé. An là một học sinh rất thông minh và học giỏi. Em sẽ là nhân tài trong tương lai đó. Cho An đi học ngoại nhé. Để em nghỉ tội lắm. Tiền học của An để cháu nghỉ cách và phụ giúp bà. Bà đừng nên lo lắng. Bằng mọi giá An phải được đến trường." Ngoài rưng rưng vì xúc động quá, chỉ biết nói: "Nếu được như vậy thì quá tốt. Thật không biết nói như thế nào để cảm ơn cô.
Tôi và thằng An sẽ nhớ mái ơn này của cô. Cô Hà mỉm cười và tiến đến ôm An vào lòng rồi bảo: An à, đời người ai cũng có lúc gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, nhưng không vì thế mà ta buông xuôi và đầu hàng số phận. Ta phải vượt lên chính mình em ạ, và xem đó như một thử thách cho chính mình, phấn đấu để đi lên thành công. Có như thế em mới thoát khỏi cảnh khó khăn và giúp bà ngoại An nhé. Hãy hứa với cô là đừng bao giờ bỏ học và phải học thật giỏi, có được không An? Chính câu nói này là động lực giúp An vượt khó và thành công về sau này. An gật đầu. Cô giáo nhìn sâu vào mắt của An, cô đã thấy ngời lên niềm sung sướng và hy vọng ánh mắt ấy như muốn nói với cô rằng: Cô ơi, em đã hiểu rồi cô ạ. Thời gian cứ thế trôi qua, An vẫn đến trường học rất đều đặn và ăn học rất giỏi. Cô Hà tháng nào cũng trích một ít tiền đưa cho ngoại để lo cho An học. Tiền có được cho An học là công sức và mồ hôi mà cô đã thức khuya làm thêm bánh bò bỏ mối cho các trường học. Những ngày nghỉ không dạy, cô còn bưng bánh bò ra chợ bán, vì hoàn cảnh gia đình của cô cũng chẳng khá giả gì. An vô cùng xúc động khi một người cạnh nhà nói với ngoại An: Cô Hà của thằng An tội lắm nha. Tôi đi chợ thấy cô ngồi một góc ở chợ, thấy cô bán bánh mà thương. An nghe mà xúc động nghẹn ngào. Học xong được 3 năm, do kinh tế quá khó khăn, ngoại và An phải chuyển nhà về ở với một người dì, để dì tiện việc chăm sóc cho bà vì sức khỏe của bà yếu đi nhiều do tuổi tác. Thế là An xa cô, bắt đầu từ năm học lớp 9. Ngày từ biệt cô để về nơi khác sinh sống, An và ngoại có đến nhà cô để cảm ơn và chia tay. Cô vẫn cười nhìn An âu yếm. Cô nắm tay và nói với em rằng: Cô trò ta sẽ gặp lại nhau trong một ngày mà cậu bé An của cô trở lại. Phải thành công thật rạng rỡ em nhé. Hai bà cháu chia tay cô giáo trong sự ngậm ngùi và luyến tiếc. Phút giây mà An nhớ mãi và dặn lòng mình sẽ phải làm được những hoài vọng của cô về An. An cũng đã cùng ngoại về sống với dì ở miền cao, quanh năm chỉ toàn đồi núi. Khi đi học, An đã phải lặn lội qua rất nhiều con suối mới đến được trường. Có năm mưa nhiều, con đường đi học biến thành sông. Với điều kiện khó khăn như vậy, nhưng An vẫn cố gắng học tốt và học rất giỏi. Từ lớp 9 đến lớp 12, An đều dẫn đầu lớp trước sự thán phục của các bạn cùng trang lứa về sự chuyên cần, ý chí tự học, biết sắp xếp lịch học, thời gian học thật khoa học. Những lúc nghỉ ngơi lại làm thêm việc đồng án, giúp dì để cải thiện kinh tế, để có tiền cho An ăn học. Kết quả như mong đợi, sau bao năm đèn sách, cậu học trò An ngày nào đã trở thành cậu sinh viên nông lâm. An từ giã bạn bè lên thành phố học với bao là hoài vọng mà dì, các bạn và cô đã đặt niềm tin vào An. 4 năm trong nỗ lực phấn đấu không ngừng học, cậu học trò vẫn nhớ về cô. Nhưng một điều kỳ lạ là tất cả những lá thư An viết và gửi cho cô đều không có lời hồi âm. An quyết định sẽ tìm cho bằng được cô sau khi mình thành công rực rỡ. Đó là một món quà vô giá dành tặng cô. Trở lại quê dì sau khi tốt nghiệp, với bản chất thông minh, chịu khó và áp dụng những kiến thức sau 4 năm đại học, từ việc cải tiến giống cây trồng, chọn phân bón thích hợp và đặc biệt là việc thiết lập hệ thống ống thoát nước ở địa hình có ruộng bậc thang, An đã trở thành một kỹ sư tài năng của miền cao, được mọi người dân nơi này tin tưởng. Nhờ lắp đặt hệ thống tưới nước ruộng bậc thang rất hiệu quả mà giá thành lại rẻ, rất tiện lợi, gia đình An đã khá hẳn lên. Ước mơ nung nấu được trở về gặp lại cô sau bao nhiêu năm trời xa cách giờ không còn là ước mơ mà là hiện thực.
Một buổi sáng, bầu trời đầy nắng vàng rực rỡ, An đã trở lại trường xưa. Cây phượng trước cổng ngày nào, hoa đã nở đỏ cả một góc trời. An vào trường thăm cô. Người ta nói cô đã có chồng và về quê chồng. Gia đình cha mẹ cô cũng bán nhà và đi một nơi xa, nên giờ cũng chẳng biết cô ở đâu. Thế là bao nhiêu năm trời, An nuôi hy vọng trở về gặp cô trong niềm vui. Mình đã là người thành đạt, sẽ chẳng bao giờ thực hiện được hay sao? An cảm thấy trong lòng hối hận dâng trào. Cậu bé An ngày xưa chính là tôi bây giờ. Lúc ấy, dù còn nhỏ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được tình yêu cô dành cho tôi thật bao la. Nó cũng giống như tình của một người mẹ thương tôi. Tình yêu ấy như dòng suối mát đã tưới và cứu sống cành cây khô tưởng chừng như trong thân không còn có dòng nhựa nào để nó có thể sống, tồn tại và lớn lên được. Cái thằng bé An ngất xỉu vì đói sẽ không bao giờ còn có thể gặp được ân nhân của mình mà quỳ bên cô chỉ để muốn nói rằng: em xin ghi nhớ ơn cô suốt đời, sẽ không được thực hiện hay sao? Tôi lững thững đi về phía quán cóc đối diện trường, nơi mà cô và tôi trong những giờ nghỉ buổi trưa hay ra ngồi uống nước. Ngày ấy tôi hay hỏi cô những bài toán khó trước khi vào tiết học đầu của buổi chiều. Bác chủ quán hỏi: cậu uống gì? Tôi nhìn và bỗng reo lên: ông Sáu đây phải không? Con là An nè. Cái thằng An ngất xỉu vì đói mà năm nào các bạn qua quán ông mua nước và bánh mì cho con ăn. Ông Sáu có nhớ không? Ông nhìn tôi, hai cặp chân mày nhíu lại, như cố nhớ về một điều gì đó. Lát sau, giọng ông run run: trời ơi, thằng An đây mà. Thằng An chuyên ăn khoai mì trừ cơm, bị ngất xỉu vì đói đây mà. Tôi ôm chầm lấy ông Sáu và nghẹn ngào: vâng, An đây nè ông Sáu. Ông Sáu nắm tay tôi rồi bảo: cô Hà theo trọng chuyến đi nơi khác rồi con ơi. Trước khi nghỉ dạy, cô ghé lại và nói với ông rằng cô thương cháu lắm mà không biết làm sao gặp được. Vì cháu ở xa quá nên cô không biết đâu mà tìm đến. Nhưng hy vọng có một ngày cháu sẽ quay lại tìm cô. Cô dặn: nếu An có đến đây, bác đưa địa chỉ của con cho em ấy nhé. Rồi ông đi lại và mở tủ. Lát sau thì đưa cho tôi tờ giấy ghi địa chỉ nhà cô Hà. Ông nói với tôi rằng tờ giấy do lâu ngày đã ngả màu ố vàng mà ông vẫn còn giữ hoài vì thương cô giáo quá. Tôi nghẹn ngào, cảm thấy hối hận vì đã không trở lại thăm cô sớm hơn. Đã nhiều năm trời trôi qua, dù rằng hình bóng cô và kỷ niệm sâu sắc về người cô giáo mà tôi kính yêu ấy, làm sao tôi có thể quên được. Từ biệt ông Sáu, tôi tìm đến nhà cô. Giàn thiên lý trước nhà cô tỏa hương thơm dịu dịu. Mùi hương của hoa làm tôi cảm nhận, tuy thoang thoảng dịu dàng nhưng sẽ không bao phai. Tôi gặp chồng cô, tôi chào thầy và tự giới thiệu tôi là An, học sinh mà cô thương mến đã cưu mang thời niên thiếu. Tôi hỏi thăm cô, với ánh mắt buồn bã, thầy nói cô đã mất một năm trước trong một cơn bạo bệnh. Trước ngày mất, cô có nói với thầy: nếu có đứa học trò nào tên An đến thăm cô thì nhớ nói lại rằng cô mãi thương mến An, và cô vẫn kỳ vọng vào An sẽ trở lại tìm cô với sự thành công. Tôi nghe xong mà chân đứng không muốn vững. Chết lặng một lúc lâu, tôi tự nhủ: vậy là em đã mất cô thật rồi sao?
Tại sao cô không cho em trở lại khi em đã thành công chứ? Em vẫn chưa kịp nói một lời cảm ơn với cô kia mà. Tôi nuốt ngược từng dòng nước mắt vào trong lòng. Thầy đưa tôi đến viếng mộ cô. Ngôi mộ nằm sau nhà rất yên tĩnh và có nhiều hàng cây che bóng mát. Khi đi đến thăm cô, tôi đã đem theo một bó hoa, loài hoa mà cô rất thích. Đó là hoa huệ trắng. Bó hoa cho ngày gặp gỡ. Giờ tôi đã không còn dịp để trao cho cô nữa rồi. Tôi lặng lẽ đặt bó hoa lên mộ, thắp ba nén nhang và gục xuống bên phần mộ của cô và thầm nói với cô rằng: An của cô đây, An của cô đã về thăm cô đây, cô ơi. Cô là người đã dạy cho em biết và hiểu thế nào là tình yêu thương và nghị lực vươn lên trong khó khăn, gian khổ để đi đến thành công. Tấm lòng của cô cao đẹp như hoa huệ trắng, mãi ngẹt ngào tỏa hương. Em muốn nói với cô nhiều và thật nhiều. Những ngày xưa chợt hiện về, ngôi trường xưa, bạn bè và hình dáng của cô cùng nụ cười ấm áp trên khuôn mặt đôn hậu. Mọi thứ rồi sẽ trôi qua theo thời gian và không có cái gì để tồn tại cả. Nhưng tấm chân tình và tình yêu thương của cô dành cho em sẽ mãi là hành trang em mang theo suốt cuộc đời này, cô ơi. Vạt nắng cuối ngày còn sót lại còm cõi, cố bò qua bên kia bức tường. Tôi nhìn lên di ảnh của cô trong làn hương khói bay bảng lãng. Tôi thấy dường như cô đang mỉm cười nhìn tôi. Mắt tôi chợt cay xè và tôi không biết mình đã khóc từ bao giờ.